Tập 23. Thế nào, còn kiên trì được nữa không? Không sao, vết thương đâm xuyên. Tiêm cho tôi một mũi giảm đau nữa đi. Tiêm đi. Mau lên, mau lên một chút. Tổ trưởng, tránh ra, mau chuyển tấm chắn đường đi cho tôi, tránh ra cho tôi. Rút mau. Mau lên. Đợi một chút. Làm gì đấy? Bệnh nhân của trưởng khoa Toko Minamiya cần phẫu thuật ngay. Đi.
Là ai? Mau lên chút. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Người Trung Quốc, biết nên nói thế nào chứ? Trúc, các người không thể bỏ tôi lại như vậy được. Như vậy sẽ không có ai tin tôi đâu. Thiệt thôi cho cô rồi. Thủ trưởng Binh, buổi trưa nghỉ ngơi tốt rồi. Cũng được, 3 giờ chiều còn có cuộc họp nữa. Thủ trưởng Binh thật là vất vả. Mọi người đều vất vả mà. Người đâu, mau đến đây, có chuyện rồi. Mau xuống dưới lầu, bao vây bệnh viện, không cho phép ai ra vào. Mau lên, đừng để hung thủ chạy mất. Nhanh lên, nhanh lên. Sư ca, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Dọa sư ca sợ chết khiếp. Có anh ở đây thật tốt. Làm phiền rồi thủ trưởng Minh. A Thành tiên sinh đã trở về rồi. Tốt, cô đến chăm sóc trưởng ban Uông nhé. Dân, anh ra ngoài một chút. Trưởng ban Uông, cô đỡ hơn chút nào chưa? Không sao đâu. Sao cô lại đến đây? Thủ trưởng Minh không yên tâm để cô một mình lái xe quay về, nên gọi điện thoại đến số 76 bảo tôi đến đón cô. Đều là bệnh cũ thôi, còn phải để cô đến đón tôi. Thủ trưởng Binh đối với trưởng ban Uông thật sự có lòng lắm. Nghe nói vừa rồi lúc cô phát bệnh, anh ấy luôn ở đây trông nom. Tôi đến rồi cũng chỉ có thể đỡ ở bên ngoài. Thủ trưởng Binh nói nhất định phải để cô nghỉ ngơi cho tốt mới được quay về. Anh ấy ra ngoài làm gì rồi? E là đang giáo huấn A Thành rồi. Tại sao? Thủ trưởng Binh bảo A Thành đi mua thuốc đặc trị cho cô. Khi A Thành ra ngoài, đúng lúc đụng phải trưởng khoa Minamiya ngoài cửa. Xe của trưởng khoa Minamiya bị hỏng, nên đã trưng dụng xe của thủ trưởng Minh. Hải A Thành phải chạy xe khắp thành phố. Kết quả, về muộn. Nhất định thủ trưởng đang mắng anh ấy. Sao thế ạ? Anh ấy còn có cuộc họp lúc 3 giờ nữa. Sư ca, Mạng Xuân, em mau uống thuốc này đi. Sau này đi đâu cũng phải nhớ đem theo. Xin lỗi trưởng ban Uông, tôi mang thuốc đến chậm trễ. Còn có mặt mũi nói sao? Sư ca, là Minamiya chuyên quyền, anh đừng bắn quan cho A Thành. Em đã ổn hơn nhiều rồi, anh mau chuẩn bị, lát nữa còn đi họp. Suýt chút nữa thì quên mất. Cậu bảo tôi nuôi cậu được ít gì đây? Gì của tôi mà trưởng ban Uông còn nhớ rõ hơn cậu? Xin lỗi tiên sinh. Em nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay đừng đi làm. Dạ, em đi học đi. Em biết rồi. Xong xuôi rồi. Công việc thu xếp đã bắt đầu chưa? Đã sắp xếp người đi vào hai ngôi nhà ở. Nhiệm vụ của họ là thủ tiêu chứng cứ, che giấu vết tích.
Ghi chép lái xe ở bệnh viện lục quân thì sao? Ghi chép đã xóa bỏ. Nhưng ở trên giấy sẽ để lại dấu vết mới. Có lúc chứng cứ bị tổn hại càng có sức hút so với chứng cứ thực tế. Phạm chuyện gì để lại chứng cứ có thể điều tra sẽ khiến cho đối thủ càng làm gì không có hiệu quả, càng lãng phí thời gian hơn. Chúng ta đã cố ý lưu lại dấu vết, đến khi bọn chúng sức cùng lực kiệt cũng chẳng thu được gì. Mới vừa bị thương, dám uống không? Việc đã thành, nên chúc mừng một chút. Cần đến trạm xá chữa trị không? Không sao đâu. Mặc dù chảy máu rất nhiều, nhưng không tổn thương đến gân cốt. Hơn nữa trên xe cứu thương đã có người băng bó lại rồi. Về nhà vẫn cần phải khâu lại sẽ nhanh khỏi hơn. Tiếp theo nên giải quyết cô Lan rồi. Minamiya vừa chết, lập tức sẽ có người tiếp nhận Toko. Đối thủ thực sự của chúng ta sắp đến rồi. Có cần đem việc nghi ngờ dì Quế và cô Lan cho chị cả biết không? Không. Chị cả quá tình cảm, kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn lại quá ít ỏi. Dù sao cô Lan cũng sẽ không gây ra hành động nguy hiểm gì ở trong nhà đâu. Chưa đến nỗi bất đắc dĩ thì không cần để chị cả biết. Bây giờ Minamiya chết rồi, cô Lan chỉ có thể dựa vào một mình U Mạn Xuân thôi. Cậu nhất định không được khinh địch. Con người một khi gặp phải áp lực quá lớn sẽ càng trở nên nhạy bén hơn. Ám sát Minamiya chắc chắn sẽ kinh động U Mạn Xuân và cô Lan. Tôi thì lại nghĩ rằng, đợi dì Quế từ Tô Châu trở về, chúng ta phải thăm dò từng bước giành được lòng tin của bà ta. Ở bên ngoài suốt ngày diễn, về đến nhà cũng phải diễn. Cuộc sống thật là vất vả. Cậu còn đỡ, có tôi theo cùng. Nghĩ đến Minh Đài, nó mới là người diễn cô đơn nhất. Màn diễn khó nhất hôm nay cậu ấy đã diễn rồi. Không phụ sự tín nhiệm của anh đối với cậu ấy. Cục diện tôi không mong muốn nhìn thấy nhất chính là cuốn nó vào trong. Sau chuyện này sợ là không giấu được. Tin Minamiya bị ám sát sẽ truyền đến nhanh thôi. Chúng ta cứ tiếp tục diễn tốt vở kịch này trước đã. Kiểu tóc này thế nào? Giống Hán Giang thực. Cậu bây giờ giống Minh Đài gì? Lời nói càng ngày càng không có phép tắc. Chúng tôi chỉ nói thành thật mà thôi. Xem ra tôi phải học chị cả chỉnh đốn gia phong rồi. Báo cáo trưởng ban lương, xem mà trưởng khoa Minamiya ngồi là của thủ trưởng Minh. Xem ra người kẻ ám sát muốn giết là thủ trưởng Minh, nhưng đã giết nhầm trưởng khoa Minamiya. Thông báo Toko,
dọn xác đi. Vậy chúng tôi thì sao? Bảo vệ nguyên hiện trường. Còn nữa, phái thêm người đến hội phát hành tin mới, tăng cường bảo vệ cho thủ trưởng Minh. Dừng, quay lại. Phong tỏa đường Ngô Đồng, từng nhà từng hộ, triển khai truy lùng. Nhưng đường Ngô Đồng này đa phần đều là nhân vật quan trọng, có cần gọi trưởng ban Uông không? Số 76. Bây giờ đến phiên cậu làm chủ nhà sau, đúng không? Dừng, phong tỏa đường Ngô Đồng, từng nhà từng hộ đều truy lùng. Dừng. Thiên hạ một nhà, bốn biển đều là anh em. Vì chủ tịch Uông, vì người đứng đầu tân chính phủ, tận lực vì hòa bình thế giới, quét sạch quân thù, để người dân tị nạn có cơ hội trở về quê hương, thiết lập trật tự hòa bình mới ở Đông Á. Ra vào khu bệnh cao cấp phải có chữ ký của trưởng khoa Binabiya, đặc biệt là chứng nhận thông hành. Cho nên người đội đột kích nhất định là lấy được giấy phép của cô ấy, hoặc là người đột kích đã lẫn trốn trong đội gián Toko mới có thể vào được. Ghi chép đến phòng khám có hoàn chỉnh không? Có. Đem bút chì đến đây. Dừng. Mau phái người đến số 29 đường Thiên Ái, xem có phát hiện gì không. Dừng. Tân chính phủ không chỉ quan tâm chú ý phát triển đến đời sống nhân dân, mà đối với phần tử kháng nhật cũng sẽ ra đòn thật mạnh. Chúng tôi sẽ diệt trừ. Chúng tôi sẽ diệt trừ đến cùng Tô Giới Cộng Thượng Hải cùng những lực lượng khủng bố ở trong phạm vi Đông Kinh. Hy vọng thông qua những nỗ lực của số 76, trong thời gian ngắn có thể đạt được thành quả viên mãn. Do đó, chúng tôi còn thành lập tổ chức thông tin xã hội mới. Vừa mới nhận được tin xe hơi của anh gặp phải tập kích, trưởng khoa Minabiya đã bị ám sát chết. Các vị, tôi vừa nhận được tin. Một tiếng trước, phần tử kháng nhật đã tập kích xe hơi của tôi. Mục đích của chúng chính là muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Nhưng không may là trưởng khoa Minamiya Toko, vì ngồi trong xe tôi, đã bị phần tử kháng nhật giết hại. Đối với loại thủ đoạn tàn nhẫn này, có thể chứng minh một điều: kẻ địch của chúng ta quá hiền nhát. Hôm nay tôi đại diện ban ủy viên đặc vụ tổng bộ đặc công chính thức tuyên bố với báo chí, chúng tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng vụ việc ám sát lần này. Đối với phần tử kháng nhật liều lĩnh phá hoại trật tự mới Đại Đông Á, kiên quyết không nhún nhường.
Sư ca. Sư ca, bọn chúng muốn giết anh. Không sao. Không sao rồi. Sao lại không sao chứ? Quá nguy hiểm. Anh biết không, trưởng khoa Minamiya đã bị chúng bắn chết ở cự ly gần Mạng Xuân. Nói sao cũng phải cảm ơn em. Em bị ốm mà lại cứu anh một mạng. Sư ca, bắt đầu từ bây giờ em nhất định phải trông chừng cẩn thận anh. Không, trong tình thế đầy nguy cơ thời chiến này, cái chết bất cứ lúc nào cũng sẽ hỏi thăm anh. Em ở cùng anh quá nguy hiểm. Em không sợ, em chỉ muốn bảo vệ anh thôi. Nhưng bây giờ điều cần thiết nhất chúng ta phải làm rõ là rốt cuộc ai muốn lấy mạng của anh đi. Sư ca yên tâm, em nhất định sẽ điều tra đến cùng, nhanh chóng tìm ra hung thủ. Tổng bộ đặc công sẽ sắp xếp người đi theo bảo vệ anh cẩn thận. Em không cho phép bất cứ ai có thể làm hại đến anh. Vào đi. Tiên sinh, Fujita Yoshimasa muốn gặp anh. Bây giờ sao? Dừng. Xe của Toko đang đợi bên ngoài. Sư ca, em cũng đi. Không được. Người chết là Minamiya. Bây giờ người Nhật đang nổi giận đùng đùng. Em đừng cuốn vào trong. Anh vô cùng không muốn thế em bị người Nhật khiển trách rồi mất việc. Em đi cùng anh. Em có thể gánh vác một phần trách nhiệm. Từ bây giờ trở đi, em phải tự kiểm soát tinh thần của mình. Công tác điều tra sắp bắt đầu rồi. Đây là trách nhiệm của em. Hiểu không? Anh đi đi. Báo cáo. Vào đi. Fujita tiên sinh, Minh tiên sinh, tôi và Minamiya đã cùng nhau làm việc 10 năm. Vừa rồi tôi đi đến nhà xác, lúc nhìn thấy thi thể cô ấy, tôi thực sự không dám tin. Chuyện như thế lại xảy ra với cô ấy. Tôi rất buồn. Trưởng khoa Minamiya thật không may, vốn dĩ chuyện đó phải xảy ra với tôi. Bọn họ không chỉ muốn giết cậu. Trong khi Minh tiên sinh ngồi trên xe bị đột kích, có người đã lén vào khu bệnh viện cấp cao của bệnh viện lục quân của tôi, tiến hành tập kích đối tượng mà chúng tôi bảo vệ. Cái gì? Khu bệnh viện cấp cao tổn thất nghiêm trọng không? Cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta đã mất đi một người chuyển phe có giá trị nhất. Chuyện này kỳ lạ quá. Tại sao lại muốn đồng thời giết tôi và bệnh nhân khu bệnh viện cấp cao? Hai việc này chắc chắn có mối liên hệ mật thiết với nhau. Theo điều tra, là chính phủ Trùng Khánh đã bố trí hành động lần này. Đây là bản điện mật mới nhất mà Toko chúng ta có được. Xem ra chính phủ Trùng Khánh muốn cậu mất tích. Đây cũng không phải là tin tức gì đâu. Nhưng mà lần tập kích nhằm vào tôi lần này, tình báo của kẻ ám sát rất chuẩn xác, sắp xếp rất cẩn thận tỉ mỉ,
Nhưng tôi cảm thấy mối họa từ bên trong không phải ở Trùng Khánh, mà là ở bên cạnh chúng ta. Tôi lấy cái này về từ bệnh viện lục quân. Bản ghi chép khám bệnh tại nhà, bản ghi chép điện thoại này có khả năng là đầu mối duy nhất cho chúng ta dán tấm màn điên kia lên. Mau lên, tôi hy vọng tôi cũng có thể hợp tác chặt chẽ cùng số 76 để tiến hành điều tra nhanh chóng bắt được hung thủ. Minh tiên sinh hãy yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình đánh phá phần tử kháng dược, đảm bảo tuyệt đối an toàn của tân chính phủ. Fujita tiên sinh, Toko, do trưởng khoa Minamiya lãnh đạo và số 76 hai bên luôn sát cánh cùng nhau. Với tư cách là phó chủ nhiệm của ủy ban đặc vụ, tôi cũng không thể thoái thác trách nhiệm. Tôi hy vọng thông qua lần tập kích quy mô lớn này có thể làm cho chúng ta thức tỉnh, để chúng ta nhận ra được kẻ địch chung của chúng ta là phần tử kháng dược. Chúng ta cần phải cùng nhau hợp tác, thanh trừng nội gián, tuyệt đối không thể để phần tử kháng dược tự tung tự tác ở Thượng Hải. Kể từ bây giờ trở đi, tôi sẽ tiếp nhận toàn bộ Tô Cục. Trong thời kỳ bàn giao, hy vọng được hợp tác mật thiết với Minh tiên sinh. Cậu ấy đã trở về rồi, cơm chắc đã làm xong rồi. Trong lòng cậu ấy không biết đã nhịn bao nhiêu lửa giận đây. Yên tĩnh như thế này không đốt nhà xem ra cũng được rồi, anh còn muốn ăn cơm nữa. Chuyện gì phải đối mặt cũng sẽ phải đối mặt, cậu sợ gì chứ? Tôi không ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, tôi chỉ ngửi thấy mùi thuốc súng. Tôi không dám tin nó dám làm trò gì. Minh Đài, cậu Anna Thành, sao anh lại không cẩn thận trượt ngã vậy? Anh ở trong cái nhà này nhiều năm như vậy rồi, bước trên cầu thang cũng trượt chân té nữa. Chú làm gì vậy? Em còn muốn hỏi anh làm gì đó. Cậu điên rồi sao? Chú làm gì vậy? Em muốn câu trả lời. Không phải chú đã có câu trả lời rồi sao? Chú dám chỉ súng vào anh, chú dám đổ súng không? Anh tưởng em không dám sao? Cậu bỏ súng xuống đi. Tại sao tôi phải bỏ súng xuống? Bỏ súng xuống đi. Cậu ấy bỏ thì tôi bỏ, tôi không bỏ, anh dám bắn tôi không? Sao cậu biết tôi không dám? Bỏ súng xuống, anh kêu cậu ấy bỏ súng xuống, tôi không dám nổ súng đâu. Sao anh biết tôi không dám? Phát súng này sớm muộn gì nó cũng nổ. Lần này tốt rồi. Tối nay trong đầu tôi chắc ông suốt thôi. Kỹ thuật súng khá đấy. Em muốn biết tại sao? Không có tại sao hết. Tại sao anh lại nói dối? Chú không nói dối sao? Tại sao anh không nói cho em biết? Hey!
Chú chưa xong sao? Còn nữa sao? Chú điên rồi phải không? Anh không biết thầy em là phong tử sao? Hắn không dạy em cấp trên tôi như trời sao? Điều mà phong tử dạy em, quân lệnh lớn như trời. Mệnh lệnh trực tiếp mà em nhận được chính là tiêu diệt Minh Lâu. Là em đang thi hành mệnh lệnh. Thủ trưởng, anh có nỗi khổ bất đắc dĩ của mình. Anh có nỗi khổ thì ép chết em sao? Lúc chú vào quân thống, sao không nghĩ rằng sẽ ép chết anh hả? Em luôn cho rằng độc xà không tính gì em, không tính gì em để đưa nhiệm vụ quan trọng cho em sao? Em chỉ cảm thấy bản thân mình bị lừa gạt. Chú có nghĩ cho hoàn cảnh của anh không? Anh có thể kêu người khác làm. Anh có biết bản thân mình đang làm gì không? Anh muốn chính em giết anh cả của mình. Thủ trưởng Bình, đổi lại là anh sẽ làm như thế nào? Chú còn chịu quan ước sao? Anh và chị cả quan tâm chú thế nào? Chú có từng quan tâm tới anh chị không? Chú có từng nghĩ cho cảm nhận của chị không? Một tay chị nuôi lớn lên từ nhỏ, chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu lời ra tiếng vào, đến bây giờ chị ấy vẫn chưa lập gia đình. Bây giờ chú tuổi thân thì chú nổi giận. Chú có xứng đáng trong cái nhà này không? Minh Đại, đại ca thực sự không còn cách nào khác mới phải thực hiện nhiệm vụ lần này. Đám người mà tham mưu Lâm dẫn theo gặp phải người dược nên bị đánh tan hết rồi. Chúng tôi thực sự không còn cách nào khác. Thế nhưng trong bức điện ra lệnh có thể viết rõ là Minamiya. Chú có não không? Chú có não không vậy? Điện văn hoàn toàn có thể bị bắt được. Một khi dịch ra được, mệnh lệnh là tập kích Minh Lâu, người ám sát lại là Minamiya, toàn bộ chúng ta đều sẽ bị bại lộ. Minh thiếu gia, anh muốn biết chú làm sao mà tốt nghiệp được. Kẻ điên đó có thể dạy dỗ ra được loại học sinh như em. Anh ta không có tư cách, anh ta không xứng đáng với chức giảng viên. Được rồi, được rồi, mọi người đừng vui giận đi. Đứng lên đi. Có gì từ từ nói mà. Cậu xem cái nhà này ra nông nổi gì đây? Đồ đạc không mua bằng tiền chắc, phá tan tành như thế này. Chị cả về cậu giải thích đi. Có kẻ trộm vào nhà. Mặc kệ những thứ này đi, đi xử lý vết thương trước đã.
Vào đi. Chú biết mai giá vết thương không? Không biết. Lớp huấn luyện của quân thống bây giờ đúng là thật giả lẫn lộn. Chẳng qua anh vốn dĩ không mong đợi gì ở phong tử có thể đào tạo được học viên giỏi. Đại ca, lát nữa em muốn nói chuyện riêng với anh. Lấy danh nghĩa gì? Lấy danh nghĩa của độc khí. Nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, trở về đợi lệnh khen thưởng đi. Đại ca, kêu anh là đại ca đúng không? Ra ngoài làm cơm đi. Trong tình huống này, anh cũng đừng trách cô ấy. Anh ép người ta đến mức đó, cô ấy chắc sẽ có cảm giác bị bắt nạt. Đổi lại là tôi cũng vậy thôi. Tôi biết. Mắng vài câu là được, đừng động thủ thật đấy. Nó ra tay với tôi, cậu không thấy sao? Anh đã làm như thế rồi mà còn trách cậu ấy ra tay nữa. Cái cậu này tạo phản sao? Đau quá, đau quá. Bây giờ tôi đang bị thương mà. Chịu đựng chút đi. Nếu như người trên xe xuống thật sự là anh, chú có nổ súng không? Em không biết. Đổi lại là anh, e rằng anh cũng không có cách nào trả lời được. Vậy em kháng lệnh thì sao? Bắn chết. Anh có thể để mọi người ăn bữa cơm đàng hoàng được không? Còn nữa, hai người ngày mai ai cho tôi tiền? Tôi đi mua lại những thứ đồ bị đập dỡ. Anh ấy, cậu ấy. Đồ đều là do chú làm hỏng. Chú muốn anh chi tiền sao? Em là học sinh, em không có tiền. Được. Nói đến học sinh như chú, đại học Hồng Kông bên kia có lẽ không thể trở về được rồi. Anh đã nghĩ kỹ để làm sao nói rõ với chị cả đây. Nói rõ như thế nào? Nói với chị cả em bị đại học Hồng Kông đuổi rồi. À, cái gì bà à? Lúc chú đi cùng với Phong Tử thì nên biết việc học này học không nổi đâu. Tuy rằng chú khó tránh khỏi việc bị chị cả la mắng, nhưng chú vẫn có thể ở bên cạnh của anh. Anh thay chị cả trông chừng chú. Quyết định như vậy đi. Rốt cuộc là ai đưa tiền?
Mì gì mà khó ăn chết đi được. Càng có tiền càng keo kiệt. Vào đi. Nhất định phải là tối nay sao? Mọi người đều mệt rồi. Trong lòng em có rất nhiều nghi vấn. Em ngủ không được. Hãy